Vâng, chào tất cả các bạn. Hôm nay thì bác sĩ Hoàng Long sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta tháo cái băng nẹp mũi tại nhà các bạn nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ giữ một bên cái phần băng nẹp mũi và sử dụng tăm bông tẩm nước muối sinh lý. Sau đó thì luồn vào ở phía một bên của cái phần băng dán nhé. Xong chúng ta sẽ tách dần cái phần băng dán một cách nhẹ nhàng từ từ lên nhé. Nếu mà có phần nẹp cứng ở bên trên thì các bạn cũng tách xuống cái phần dưới phần băng dán như thế này các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ luồn vào và xoay tròn cái phần tăm bông đã được tẩm nước muối sinh lý và tách dần cái phần băng keo lên. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ tách đến cái phần ở giữa và nhấc từ từ cái phần băng keo dán lên. Đó, thì như vậy chúng ta có thể là tháo được cái phần băng keo dán của chúng ta ra một cách rất là an toàn, nhẹ nhàng mà không ảnh hưởng đến phần mũi của chúng ta. Và sau khi các bạn đã loại bỏ cái phần băng keo dán nẹp trên mũi ra thì các bạn hãy dùng gạc hoặc là bông tẩy trang thấm nước tẩy trang để có thể lau sạch cái phần băng keo còn dính ở trên mũi. Các bạn hãy lau dọc theo cái chiều là từ đầu mũi đến cái phần gốc mũi để tránh ảnh hưởng đến cái phần sụn đặt trong mũi. Và cái thời gian mà chúng ta tiến hành tháo băng nẹp thì có thể là từ 7 đến 10 ngày sau khi chúng ta thực hiện phẫu thuật thì có thể đảm bảo cho chúng ta là có thể loại bỏ cái phần băng keo này được rồi. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể là loại bỏ phần băng keo này tại nhà. Đối với những cái bạn mà ở xa không có điều kiện, chúng ta có thể quay trở lại cơ sở y tế để tiến hành tháo băng nẹp thì hoàn toàn các bạn có thể thực hiện theo cái hướng dẫn bác sĩ bên trên. Chúc các bạn thành công.